Thông tin tiểu sử diễn viên Ngọc Lan Diễn viên Ngọc Lan Tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan Sinh năm 1985 Ngọc Lan bắt đầu hoạt động diễn xuất Từ việc làm người mẫu ảnh cho báo mực Tí money 2003 Tham gia phim công ty thời trang vai bé ba Bén duyên với điện ảnh Cô tham gia đóng phim từ năm 2004 với vai diễn trong phim Công ty Thời Trang. Sau đó, cô được mời tham gia nhiều phim như Tình yêu va lê, Âm tính, Cuộc gọi lúc không giờ, Cổng mặt trời, Âu ơ ví dầu, Lòng dạ đàn bà, Ngày ta yêu nhau từ đó, tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng hơn. Nổi tiếng với vai trò là một diễn viên, nhưng Ngọc Lan vào bằng nghiệp người mẫu, quay hình minh họa cho các ca sĩ hay địa karaoke, Ngọc Lan không tham gia bất cứ một trường lớp đào tạo diễn viên nào, chính vì thế mà những ngày đầu tham gia diễn xuất, cô thường bị la ó rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà Ngọc Lan luôn quyết tâm học hỏi và trau dồi kinh nghiệm để ngày càng tiến bộ. Hơn năm 2012, cô diễn vở kịch Quê Nhà Quê Người và tham gia một số bộ phim như Tết ơi Xuân à, Chuyện xứ Dừa, Quý Bà Lắm Chiêu. Cô còn tham gia chương trình Tài Tiếu Tuyệt năm 2015 diễn viên Ngọc Lan tham gia bộ phim Hai Người Vợ. Phim được chiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long. Phim đã nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả và cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Diễn viên Ngọc Lan đặc biệt thành công trong vai Hương Thảo trong phim Thuyền Giấy. Vai diễn này đã giúp cô giành được ba giải thưởng là nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV 2014, nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim TH 2013 và nữ diễn viên trình phim truyền hình xuất sắc của cánh diều vàng 2014. Các phim tham gia: Sóng gió gia đình, Tình yêu va lê, Ký ức mong manh, 14 ngày phép, Nhịp đập trái tim, Kiều nữ và đại gia, Âm tính, Những bông hồng xanh người mẹ điên, cuộc gọi lúc không giờ, hiệp sĩ đường phố, thẩm mỹ viện, cổng mặt trời, vào tháng 6 năm 2014. Ngọc Lan công khai tình cảm với người mẫu, diễn viên đã từng có một đời vợ đoàn thành tài. Cô cùng đoàn thành tài quen nhau khi cùng tham gia phim Mùa Nắng Lạ. Sau đó hai người chia tay. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, lễ thành hôn của Ngọc Lan và diễn viên Thanh Bình được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh, cuối tháng 11 năm 2016, lần đầu tiên nữ diễn viên này chia sẻ những bức ảnh chụp khi cô đang mang thai. FB: LAN.XU.2901